Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị trận cờ rất hay vừa diễn ra ngày 5 tháng 10 năm 2022, trận giao hữu online của số 1 Vương Thiên Nhất và Mỹ nữ Thời Phụng Lan tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên, Thời Phụng Lan cầm đỏ đi tiên, Vương Thiên Nhất cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
Chang Jun. Chang Jun.
Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Chơi đến đây thời Phụng Lan buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Vương Thiên Nhất cầm đỏ đi tiên, thời Phụng Lan cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
Trang Duyên. Trang Duyên. Chơi đến đây thời Phụng Lan buông cờ nhận thua, em xin đi vài biến để dẫn đến sát cục. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em, nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất. Mới nhất phục vụ anh chị, xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.